vui quá, vui quá à. Trời ơi, ở cái vùng nước này nhiều bong bóng ghê luôn đó. Đã quá, thích quá. Nhưng mà trời mưa to quá à, mình phải về nhà. Nếu không ba má mình đánh cho mình một trận, cạo luôn cái đầu của mình, cạo hết lông tay lông chân của mình mất. Hả? Ở đằng kia còn nhiều bong bóng hơn nữa. Thích quá, thích quá, thích quá à. Mình không muốn về đâu, chơi thêm chút nữa đi. Cái gì đây? Trời ơi, là xác người, xác người. Đằng kia nữa, đằng kia cũng có. Mình phải báo cho cảnh sát mới được. Không lẽ mấy người này chui vô đây giành chơi bong bóng với nhau rồi chết nghe hết cả lũ hả? Xin chào, là ta ăn thịt bọn chúng đó. Chào một tên chú hả? Tên chú hả cái gì? Biến thái, lèo cái. Chết tiệt, ta là bên đi quay. Ta ăn thịt người, chứ ta không có lèo cái. Vâng, đây là It, dưới hình thể của một chú hề có tên là Pennywise. Vậy nguồn gốc thật sự, hình dạng thật sự của It là gì? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về điều sự thật đó. Hàng tỷ năm về trước, lúc trái đất chưa hình thành, tại một nơi rất xa trong vũ trụ, một hành tinh vô cùng kỳ lạ, tồn tại không khí, chất lỏng, hơi ẩm, một môi trường thích hợp để cho sự sống được hình thành. Từ những con vi khuẩn vô cùng bé nhỏ, bọn chúng liên kết với nhau tạo thành những động vật đơn bào. Những động vật đơn bào gặp môi trường thích hợp, bọn chúng sinh sôi nảy nở khắp mọi nơi trên cái hành tinh này. Bọn chúng cũng chính thức mở ra kỷ nguyên tồn tại sự sống của tất cả những động vật sau này. Những loài động vật đơn bào này dần dần phân chia, dần dần tiến hóa trở thành những loài động vật đa bào. Tuy nhiên, những con động vật đa bào lại quay ngược trở lại ăn thịt những con động vật đơn bào. Mặc dù là động vật được tiến hóa hơn, nhưng bọn chúng đang ở mức sơ khai, rất đơn giản trong cơ thể. Cộng với nguồn thức ăn trên hành tinh này không mấy là bao nhiêu, nên bọn chúng phải ăn thịt lẫn nhau, ăn thịt cả tổ tiên của mình để tiếp tục tồn tại, tiếp tục tiến hóa. Sinh vật được phân bố khắp mọi bề mặt của hành tinh này. Tuy nhiên, chỗ này phát triển trước, chỗ kia phát triển chậm, làm cho những sinh vật tiến hóa trước, tiến hóa sau. Những con tiến hóa trước dần dần được hoàn thiện, trở thành những con quái vật, và bọn chúng đi tìm tổ tiên của mình là những loài động vật đơn giản để ăn thịt. Vũ trụ vô tình thì tại hành tinh chết chóc này càng vô tình hơn nữa. Ở đây chỉ tồn tại một quy luật duy nhất, chỉ có kẻ săn mồi và kẻ bị săn. Kẻ mạnh thì được no bụng, kẻ yếu thì trở thành con mồi. Tuy nhiên, tại cái hành tinh lạnh lùng vô tình này vẫn tồn tại một sự ngoại lệ. Một con động vật đơn bào vô cùng sợ hãi sau khi bị một con quái vật hoàn thiện tấn công, nuốt chửng hết tất cả những loài động vật đơn bào lẫn đa bào, thì chỉ riêng một mình nó còn sống. Nó vô cùng sợ hãi, nó bò để chạy thật xa khỏi cái nơi chết chóc đó. Mặc dù có cơ thể vô cùng đơn giản nhất cái hành tinh này, những con động vật đơn bào này biết suy nghĩ, biết sợ, biết trốn tránh, biết ẩn nấp kẻ thù. Nhưng thật không may, trên đường nó bỏ chạy trốn, những con quái vật đã phát triển liền thấy nó và tấn công, muốn ăn thịt nó. Nó đau đớn, quằn quại, nó không muốn chết, nó không muốn chết. Tại sao? Tại sao cái hành tinh lạnh lùng vô tình này lại sinh ra cái quy luật chết tiệt đó chứ? Một con ếch bay đã hạ được nó, nhanh chóng tiến gần lại con động vật đơn bào của chúng ta, cúi xuống chuẩn bị xé thịt tổ tiên của nó để chén một bữa thật no. Tuy nhiên, con động vật đơn bào của chúng ta không hề đơn giản. Thật kỳ lạ, nó đã chớp lấy cơ hội của con ếch bay này, liền vồ lấy, chụp lấy con ếch, đút chửng con ếch, tiêu hóa vào trong cơ thể của mình. Một nguồn năng lượng và thức ăn được cung cấp từ cơ thể của con ếch bay kia khiến cho động vật đơn bào của chúng ta một lần nữa tiến hóa. Nó đã tiến hóa thành một thứ rất kỳ lạ, không phải là động vật đa bào, cũng không phải là sinh vật hoàn thiện. Đây thật sự là một ngoại lệ tại hành tinh này. Anh ơi, chúng ta ở đây có ai thấy không? Anh có yêu em không? Có, I love you bạc. Lúc này, con sinh vật không xác định của chúng ta đã gặp được một loài sinh vật vô cùng tiến triển, vô cùng tiến hóa. Nó cũng có tiếng nói riêng nữa. Nhưng mà vì cơ thể cần dinh dưỡng, cần nguồn năng lượng để tiến hóa thêm nữa, quái vật của chúng ta liền tấn công sinh vật cực kỳ phát triển kia, giết chết bọn chúng, ăn thịt bọn chúng. Trần, mày thả tao ra,
thần linh bảo vệ bộ tộc của tao sẽ giết chết mày. Đừng, đừng mà. Không hiểu được tiếng nói do sinh vật tiên tiến này phát ra, quái vật của chúng ta liền ăn thịt thứ sinh vật này và sau đó tiếp tục lên đường tiến thẳng về phía trước. Nhưng mà trong đầu của quái vật không xác định của chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ đầu tiên. Nó nghĩ rằng tại sao những sinh vật tiên tiến hồi nãy lại có thể phát ra những âm thanh thật kỳ lạ, bọn chúng còn ân ái gần gũi với nhau, còn nói gì là I love you bạc bạc. Lúc này đi về phía trước không bao xa, quái vật không xác định của chúng ta đã nhìn thấy một ngôi làng. Đây là lần đầu tiên nó thấy được một nơi ở, một tổ chức, một xã hội sinh vật đầy tiên tiến thế kỳ. Nó nhanh chóng tiến lại gần và thấy họ đang thờ cúng. Chúng con cầu xin ngài hãy ban phước lành cho chúng con, cho mưa thuận gió hòa, bảo vệ chúng con khỏi lũ quái vật tại hành tinh chết chóc này. Lại ngài, con chân hiến cơ thể của con để phục vụ cho ngài, lau chân, tắm rửa cho ngài. Nếu ngài cần, con làm bồ nhí của ngài cũng được. Dường như nó đã hiểu được mục đích của những sinh vật cực kỳ tiến hóa này. Nhưng mà đó là chuyện của bọn chúng. Còn bây giờ nó muốn ăn, nó muốn nuốt chửng. Thế là nó đã tấn công vào những sinh vật cực kỳ tiến hóa này, xé xác bọn chúng, nuốt chửng bọn chúng. Xin thần linh trên cao, hãy mau xuất hiện đi, cứu rỗi chúng con. Quái vật của chúng ta liền nghe thấy âm thanh cầu cứu của lũ sinh vật tiến hóa này. Nó biết rằng bọn chúng cứ tôn thờ cái bức tượng kia. Nó liền bay lên và đánh vỡ cái bức tượng đó. Nhưng thật không ngờ Thần linh chết chân rồi. Thần linh tới cứu chúng ta rồi. Một sức mạnh vô cùng đặc biệt, vô cùng lớn từ trên trời bay xuống với một hình thể là một con rùa đã tấn công vào cơ thể của quái vật không xác định của chúng ta, khiến cho nó vô cùng ngỡ ngàng. Tại sao lại tồn tại một sinh vật đặc biệt thế kia? Rốt cuộc sinh vật đó là gì? Hay lắm, cố lên thần linh ơi, giết con quái vật chết tiệt nó đây. Nó đã nghe thọt thoáng bên tai tiếng của những loài động vật tiến hóa mà nó đã tấn công hồi nãy. Cuối cùng nó nhận ra rằng thiệt ra cái thứ sinh vật này chính là thần linh được tôn thờ bởi những sinh vật phát triển kia. Nó vô cùng sợ hãi bởi vì sức mạnh của thần linh này cực kỳ lớn, có thể giết chết nó. Nó cố gắng chạy, nó cố gắng thoát khỏi nơi đây. Sự sợ hãi, sự run rẩy đã khiến cho cơ thể của nó trở thành một làn khói đen bay ngút lên bầu trời, bay vào vũ trụ mênh mông bao la. Còn vị thần rùa ấy thì vô cùng tức giận. Nhưng tại sao vị thần rùa đó lại xuất hiện, lại muốn tiêu diệt quái vật không định hình của chúng ta chứ? Tôi xin lỗi, thì trái lại quy luật tự nhiên kia, ngươi không chỉ thoát được đâu. Ta sẽ tìm ra ngươi, đánh cho ngươi an xác. Lúc này quái vật không định hình của chúng ta, hay còn gọi là ít, lang thang trong vũ trụ suốt mấy tỷ năm, cho đến khi một vụ nổ có tên là Big Bang sinh ra dải ngân hà. Trong dải ngân hà xuất hiện một hệ mặt trời, và trong hệ mặt trời hành tinh có tên là trái đất. Trái đất sinh sôi nảy nở, sinh vật bắt đầu phát triển. Lúc này thế giới con người vô cùng phát triển, một thứ kỳ lạ khói đen kịch trên bầu trời xuất hiện và nó đã tấn công vào một chu hề đang kiếm tiền tại vỉa hè. Cứu tôi với, có một què gì vậy? Quái vật không xác định đó cuối cùng từ vũ trụ bao la nó cũng đã tìm tới trái đất. Ê nệt, thả thất sắc thạch, thạch người ngon quá. Ê, đợi đi, đi tiếp đây. Cuối cùng, ta cũng tìm được ngươi rồi. Chú hề Pennywise xuất hiện tại trái đất. Tuy nhiên, thần rùa vẫn luôn theo sát hắn, tìm cơ hội để tiêu diệt hắn. Đó là toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của tên chú hề Pennywise, có nguồn gốc là ít. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.